Chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Mình có rất là nhiều bạn đến hỏi là: bác sĩ ơi, em muốn niềng răng để cười đẹp hơn nhưng mà em vẫn muốn giữ cái răng khểnh của mình. Thì thực sự câu trả lời là không nha. Tại vì sao? Bởi vì mình niềng không phải chỉ để đẹp đâu, mà để cho hai hàm nó khớp với nhau. Và cái răng khểnh, nếu mà một cái răng khểnh lên là coi như không có răng nào khớp với răng nào hết. Và tưng, chúng ta cùng xem câu chuyện ngày hôm nay nha. Bạn này cũng vậy, có hai cái răng khểnh. Thì bạn kể là chồng bạn nói là răng khểnh đẹp mà. Niềng thì niềng nhưng mà giữ lại răng khểnh đi. Nhưng mà sau khi mà thuyết phục bạn, giải thích cho bạn thì bạn đã đồng ý là sẽ không giữ răng khểnh này. Đây các bạn sẽ thấy nhìn phía bên cái răng này nhô ra rất là nhiều đúng không? Răng nanh ấy. Thì thực chất là cái răng nanh này á, không phải là mình nhổ nó đâu nha. Mình chỉ không giữ cho nó khểnh thôi, mình kéo cho nó xuống để đều hàm trên hàm dưới. Và nụ cười trước này bạn thấy không? Cười hai cái răng khểnh nhìn lên thì nó hơi hô và nhìn nó hơi kỳ đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng xem sau hành trình niềng răng, răng thay đổi như thế nào nhé. Sau hành trình niềng răng, tăng, niềng răng có đúng là chân ái không các bạn? Chúng ta sẽ thấy là hai cái răng nanh khểnh là nó đi xuống dưới rồi này. Hàm trên, hàm dưới đều với nhau, khớp đúng với nhau. Tăng, và bạn thấy không? Cười hết răng khểnh rồi thì nó sẽ hài hòa hơn. Cùng xem răng trước này, sau này, trước này, sau này. Mình mở đi mở lại cho bạn để thấy được rằng nếu mà khi mình niềng răng xong, mình sẽ sở hữu hàm răng đều, đúng khớp và cười sẽ hài hòa và đẹp hơn. Và ca bạn này thì có nhổ răng nhé. Và nếu bạn muốn biết là tự khám đánh giá xem cái độ phức tạp của răng bạn như thế nào thì hãy làm trắc nghiệm ngay trong cuốn Hành trình niềng răng mới do chính mình làm tác giả nhé.